Kata Yasum, 2 Kata. Đáng lòng. Không sao, vẫn thi đấu được. Còn cái dây của Tuti nó hơi bá đạo ấy. Huyền thoại, đây sẽ là một cái dây huyền thoại. Vâng, như vậy là chém ăn trận này rồi. Xin lỗi bạn Vi Huy 1TN. Cung là cái chắc, cuối cùng nó ra nổ ra chém. Đã thấy 7 hiệu đầu gần nhà dành cho game thủ No1. No1 chuyển màu rồi. Mr. Mèo, con voi gần nhà luôn. Bài của Quýt đây rồi. Vâng, mở mắt ra khả năng chỗ này là một đôi đấy. Nếu một con thì ở nhà nó một còn con nữa. Đấy, đôi voi mà. Nó một đây. Vâng, đôi voi của hiêu đầu đây luôn. Hiêu đầu khả năng là sẽ chỉ có tầm 5 con thôi. Không, hiêu đầu chỉ 4 con thôi. Thấy voi gần và gần hiêu này thì số lượng hiêu sẽ giảm đi khá nhiều. Đấy, theo kinh nghiệm của tôi. Còn tùy bài nữa, có cái bài thì hai voi thì ngay gần đống hiêu. Hiêu đôi luôn. Thường thường là nó ít. No 1. Bảy hiêu gần nhà, 7 con. Quan trọng bây giờ tìm thấy những bãi quả phụ và những con voi. Gỗ cũng có thể đóng ép được tương đối. Rừng là khá khung. Bài này mà mèo chém sớm thì chém chết Gia thì tươi quá. Vâng, bài mèo thì đóng ép thì lại hơi khoai. Chỗ này thêm bãi quả phụ nữa thì mắc bêu. Đây là một mẫu rừng. Anh xem kỹ là map graphic chưa? Cánh rừng nó nói chung là tương đối dày. No 1 cho tình hình sức khỏe thế nào. Thôi F3 tơn đi vệ sinh cái cho nó mát. Ôi giời, ông mèo ông F đây rồi. Thế thì không có cái gì đây đâu. Không có gì đây đâu. Anh mèo thì không biết, tôi thấy quả phụ cho tôi trần ít nhất một bãi quả nữa. Anh cho anh mèo. Lại phang lô rồi. 6 giờ rồi. Còn 8 phút nữa để các bạn có thể chốt. Như vậy là đi đập lô thấy 7 hiêu, thấy luôn một con voi. Vâng, dân ăn quả anh ơi. Rồi, kéo tất lên. Vừa chuẩn bị anh xin mới rồi. Không có tiến triển gì. Thằng Seo gọi là ăn chung. Ăn chung với ông Summerian. Ăn đang quét ăn một bầy con voi hơi đáng mềm một chút, không sao, cố gắng vậy. Mát rời này thì có tí thịt chó, thịt hiêu ăn thì ngon quá, nhưng mà lại không có. Mèo mèo đôi voi đi xong à, vẫn câu về sao thế? Vâng, anh chắc mà nhìn sang máy No 1 rồi. Tơn vừa rồi tự nhiên thấy máy anh đứng một tí. BM rồi. BL
Bây giờ có đóng gần bãi vàng không? Vâng, câu con voi đó hơi vất vả. Quay lên. Ui giời, ui giời, một hit rồi. Hai hit. S. Rồi. Rồi, mượt đấy, kích đời 11 phút rưỡi. Rồi, Katha, hai Katha đánh như này cũng được. Ui giời, vậy sao nhanh thế à, giời. Rồi, nhường. Còn chưa được ăn được vàng cơ. Một tôn đi vệ sinh đúng không? Hơi bá đạo của Tuti. Vâng, nô 1 thì vẫn đang kiệt lực thôi. Ái nhà vẩy, ái nhà, ái nhà. Kịch bách cũng nhanh đấy, bách cũng nhanh đấy. Bắn chết được một con tê. Rồi con giò ra vụt, chuẩn bị vụt nhá, quay rồi vụt. Con giò có công rồi, chuẩn bị quay lại vụt luôn này. Bài này nô 1 liệu cân đôi được không? Rồi. Xúc xỉ con tê chưa có giáp đâu. Nói chung một tê đây chỉ tê summer thôi mà nó không có cái vị gì cả. Màu 3 cũng đã lên đời, mèo đi sai luôn. Quá khó đánh. Hai Katha. Và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu đầu tiên trận đấu thứ 2 số 3-1 trong trận đấu thứ 3 rồi.